Chào các em, chào các em đến với kênh học toán của thầy. Hôm nay còn bài toán khá thú vị đặt ra cho các em như sau. Tìm để cái phương trình sau có nghiệm sin 16x cộng cos 16x bằng m sin x. Thì theo các em bài toán này chúng ta giải như thế nào? Bạn giải bài toán này nhé, có lên bài tập về nhà cho những em tìm mơ để phương trình sau có nghiệm. Cuối cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất.